Mùng 1 kháng Phật, mùng 10 tiền về, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, húp cạn lập trời, vươn lên giàu có, tiền của ào ào đổ về như nước sông Giăng trong tháng 5 âm lịch. Thưa quý mệnh chủ, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, thân mến. 1976 cần hiểu, cái gì đã qua dù bao tiếc nuối cũng là cái sự đã qua. Đời không có thuốc hối hận, cũng không có khả năng quay lại quá khứ dù chỉ một giây. Nếu lấy cái đã mất hay cái đã đau đấy làm động lực mà vực dậy chính mình, giờ hãy còn quá sớm để nghỉ ngơi, giờ còn chưa muộn để định hình xây dựng lại một cơ ngơi đồ sộ. Bính Thìn không muốn tranh đời sẽ ép Bính Thìn phải tranh. Bính Thìn không muốn tham thì cứ không tham lam, nhưng mệnh sẽ khiến Bính Thìn phải tham vọng. Cuối cùng thì tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng cơ bản xử lý được 89% vấn đề trong cuộc đời. Lo được cho người mình yêu thương, chăm được cho người mình yêu, vẹn toàn những trách nhiệm ở trên vai. Có phải vậy không? Nhắc lại, cung trời đạo lợi của 76 sẽ được mở ra trong tháng 5 âm này. Nửa đầu 2024 chưa làm được gì, không sao cả. Nửa cuối hoàn toàn có thể tụ thành về thăng, hanh thông thuận lợi. Với 76, tàn dư quá khứ, ảnh hưởng, họ cũng sẽ được thoát dần. Thưa quý mệnh chủ Bính Thìn, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc, tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 5 âm lịch để giúp anh chị cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý vị anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Tài Lộc TV rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Tháng 5 âm lịch năm 2024, theo dương lịch, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2024, kết thúc vào ngày 5 tháng 7 năm 2024. Can chi tháng là tháng Canh Ngọ, thiên can tháng là Canh Kim, địa chi tháng là Ngọ Hỏa, đặc trưng tháng là thiên khắc, địa sinh, nhược hỏa tàn suy, hành sự gian nan, thời trạng suy. Tháng 5 âm lịch là tiết mang chủng hạ chí, nguyệt lệnh chủ ngọ hỏa. Sau tiết mang chủng là 10 ngày canh, 9 ngày ngọ, 11 ngày chắp. Tháng 5 âm lịch hay tháng ngọ được coi là tháng vượng đào hoa nhất trong năm, nhưng cũng là tháng cũ độc, có 9 ngày thân thể bị tổn hao nguyên khí nghiêm trọng, nhất thiết phải đề phòng. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 được biết đến với tên gọi Thiên Thượng Chi Long, nghĩa là con rồng trên trời. Đây là một biểu tượng mạnh mẽ trong văn hóa Á Đông, tượng trưng cho quyền lực, sự cao quý và may mắn. Những người mang tuổi này thường có cuộc đời đa dạng và phong phú, với nhiều điều để khám phá và học hỏi. Người tuổi Bính Thìn được miêu tả là mạnh mẽ, quyết đoán và đầy năng lượng. Họ có tầm nhìn xa và luôn khao khát chinh phục những mục tiêu lớn lao. Với tính cách cương nghị và không dễ bị khuất phục, họ thường là những người lãnh đạo tự nhiên, thu hút sự tin tưởng và tôn trọng từ những người xung quanh. Trong sự nghiệp, người tuổi Bính Thìn có thể gặp nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển. Họ có khả năng nắm bắt thời cơ và sử dụng trí tuệ sáng suốt để đạt được thành công. Tuy nhiên, với tính cách mạnh mẽ và đôi khi cứng nhắc, họ cũng có thể gặp phải những thách thức do xung đột quan điểm với người khác. Để thành công bền vững, họ cần học cách mềm dẻo hơn trong cách tiếp cận và quản lý công việc. Tài lộc đối với người tuổi Bính Thìn thường khá dồi dào nhờ vào sự chăm chỉ và quyết tâm của họ. Họ biết cách tạo ra của cải và quản lý tài chính một cách hiệu quả. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng để tránh những rủi ro không cần thiết. Trong tình duyên, người tuổi Bính Thìn thường có sức hút mạnh mẽ, dễ thu hút người khác phái. Tuy nhiên, do bản tính độc lập và mạnh mẽ, họ cần một người bạn đời hiểu và tôn trọng không gian riêng tư của họ. Họ tìm kiếm một mối quan hệ đồng hành, nơi cả hai cùng phát triển và hỗ trợ lẫn nhau. Gia đình, đối với họ, là một nguồn động lực lớn. Họ luôn nỗ lực để xây dựng một mái ấm hạnh phúc và ổn định. Dù bận rộn với công việc, họ vẫn dành thời gian và tâm huyết cho gia đình, coi đây là nền tảng vững chắc của cuộc đời. Người tuổi Bính Thìn thường có cái nhìn lạc quan và tích cực về cuộc sống.
Họ tin vào khả năng và nỗ lực của bản thân, luôn hướng đến những mục tiêu cao cả. Với họ, cuộc sống là một hành trình khám phá và chinh phục. Họ không ngại đối mặt với khó khăn và luôn tìm kiếm cách để vượt qua mọi thử thách. Triết lý sống của họ là sống hết mình, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Họ tin rằng mỗi người đều có một sứ mệnh riêng và việc quan trọng là phải tìm ra và thực hiện sứ mệnh đó với tất cả niềm đam mê và nỗ lực. Tuổi Bính Thìn với biểu tượng Thiên Thượng Chi Long là hiện thân của sự mạnh mẽ và quyết đoán. Họ sống với một tinh thần chiến đấu kiên cường, luôn tìm kiếm và chinh phục những mục tiêu lớn lao. Cuộc đời của họ là một hành trình đầy thú vị và thử thách, nơi họ không ngừng khám phá và phát triển bản thân. Những người tuổi này không chỉ là những người lãnh đạo tài ba mà còn là những người bạn, người thầy đáng kính, luôn truyền cảm hứng và động lực cho những ai có cơ duyên gặp gỡ. Thưa tín chủ, anh chị đã bao giờ thức xuyên một đêm đến khi trời sáng? Nếu có, bạn sẽ nhận thấy một điều trước khi bình minh, bầu trời sẽ tối hơn một chút thôi, rồi sau đấy ánh sáng sẽ ùa về. Trong vận thế của cá nhân, ở thời điểm bế tắc nhất, cùng cực nhất, mỏi mệt nhất, tối tăm nhất cũng là thời điểm một dấu chấm kết trung cực cho cái hoàn cảnh hiện tại đã định hình. Và sau dấu chấm kết đó cũng là thời điểm chuyển cảnh sang trang. Tôi không muốn nhắc thêm về nội lực hay can trường hay trình độ hay sự tài giỏi trong con người anh chị nữa, vì nó mãi cũng chỉ có như vậy. Chỉ mong anh chị nhớ 76A rằng có một khái niệm thế này: gọi những người yếu ớt không có khả năng chịu đựng áp lực là thế hệ bông tuyết. Đấy là những người dễ bỏ cuộc, dễ tự ái, dễ tổn thương, dễ trầm cảm, dễ tự kỷ, dễ buông xuôi. Còn Bính Thìn sinh không trong sao hoa phú quý thì là do trời định, nhưng kết thúc ở hoàn cảnh nào, tâm thái nào, vị trí nào thì là do Bính Thìn định. Bính Thìn không hẳn là thế hệ kim cương, nhưng chắc chắn Bính Thìn luôn cứng hơn sắt, trơ lì hơn đá, giá trị hơn bạch kim và bền bỉ dẻo dai hơn vàng. Nên trời sắp sáng rồi, chuẩn bị dậy đi thôi Bính Thìn ạ. Chuẩn bị dậy đấu chiến, đấu đời, đấu mệnh, nhận vận, cùng đạt được điều mà Bính Thìn mong mỏi. Tổng quan tử vi tháng 5 âm lịch, tháng Canh Ngọ của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, vạn sự hanh thông, đạt thành mong ước. Theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp, giới tiên tri tử vi hé lộ, tháng 5 âm sắp tới đây, người tuổi Bính Thìn được dự báo sẽ đón tin vui trên nhiều phương diện cuộc sống. Cả đường công danh, sự nghiệp, tài lộc và tình duyên của bản mệnh đều có những bước chuyển biến đáng kể. Nguyệt lệnh Lâm Quang Đế xuất hiện là dấu hiệu tốt lành cho quá trình thăng tiến của Bính Thìn. Bính Thìn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, làm gương cho người khác nên được cả lãnh đạo cũng như đồng nghiệp, bạn bè yêu mến đánh giá cao. Tử vi tháng 5 âm lịch thấy rằng đây chính là thời điểm thích hợp để Bính Thìn khẳng định giá trị bản thân, đặt những viên gạch vững chắc trên con đường thăng quan tiến chức. Trên phương diện tài lộc, Bính Thìn là người có con mắt tinh đời nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, hạn chế được nhiều tổn thất không đáng có. Nếu mạnh dạn làm theo ý mình, bạn có thể mở ra một lối phát triển mới, đem lại nhiều ích lợi cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành tương sinh mà quan hệ vợ chồng Bính Thìn luôn rất tốt đẹp. Người ấy cổ vũ, động viên tinh thần cho bạn để bạn có thêm lòng tin vào bản thân và tiến về phía trước. Với người độc thân, Bính Thìn được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy chấp lấy thời cơ này để cuộc sống sang trang mới, chớ nên vì công việc bận rộn mà lơ là yêu đương. Thưa anh chị Bính Thìn thân mến, anh chị còn đang hiện diện ở đây không ạ? Tài lập TV nhận thấy rằng rất nhiều anh chị luôn mong muốn luận giải theo nam mạng riêng và nữ mạng riêng. Vậy nên video số này Tài lập TV sẽ luận giải giúp quý anh chị trong tháng 5 âm lịch chi tiết cho nam và nữ mạng để giúp anh chị cải vận thay mệnh. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ bắt đầu với nam mạng trước, còn nữ mạng thì các chị hãy chịu khó lắng nghe đến phần của các chị nhé. Chúng tôi sẽ công bằng với từng bản mệnh,
dù có được nói trước hay nói sau thì cũng sẽ đầy đủ và chi tiết như nhau. Trong video này, anh chị hãy dành 1 giây đăng ký kênh và bắt đầu tìm hiểu đại vận của riêng mình nhé. Đầu tiên, đối với nam mạng. Về công việc sự nghiệp, đang có những bước phát triển rực rỡ trong khoảng thời gian này. Bính Thìn có thể chinh phục được nhiều mục tiêu đã đặt ra từ trước đó, khiến nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí xác định được hướng đi mới cho mình. Nguyệt lệnh quan đế phù trợ, người làm công ăn lương được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Quá trình bắt đầu có thể Bính Thìn sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dần dần bạn sẽ bắt đầu làm quen tay và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Đây chính là cơ hội để Bính Thìn khẳng định bản thân, giành lấy cơ hội thăng chức, tăng lương đấy. Với người làm lãnh đạo, Bính Thìn có thể đưa ra được nhiều quyết định chính xác, giúp tập thể vượt qua lối mòn và tìm ra hướng đi mới phù hợp. Bản mệnh có thể truyền được nguồn năng lượng tích cực của mình cho cấp dưới, khiến mọi người đều làm việc với tinh thần lạc quan, tích cực, hướng tới một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, dù có gặt hái thành công, Bính Thìn cũng chớ nên kiêu ngạo hoặc ngủ quên trên chiến thắng. Dù tài giỏi thế nào, Bính Thìn cũng vẫn sẽ có những lúc sơ suất hoặc có những lúc chưa nhìn nhận đúng về sự việc. Theo tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch, Bính Thìn hãy thường xuyên lắng nghe người khác, đừng vội đưa ra những quyết định chủ quan, kẻo đẩy bản thân vướng vào rắc rối. Về tài lộc, có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 5. Bính Thìn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vào sức lao động của chính mình. Càng chăm chỉ bao nhiêu, đồng tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Cấp trên muốn khuyến khích tinh thần để Bính Thìn có thể tiếp tục cống hiến trong tương lai. Với người làm ăn kinh doanh, Bính Thìn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để Bính Thìn ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình. Dịch mã xuất hiện cho thấy càng chăm chỉ, càng cù bao nhiêu, Bính Thìn sẽ càng thu được thành quả xứng đáng bấy nhiêu. Vì thế, dù làm công việc gì đi nữa, nếu đã muốn phấn đấu làm giàu, Bính Thìn hãy cứ song sáo, buông ba, đừng ngại mệt nhọc, đặc biệt là với Bính Thìn tham vọng lớn. Quá trình di chuyển, làm quen sẽ giúp Bính Thìn dần dần rèn luyện bản lĩnh, bổ sung kiến thức, không chỉ giúp ích cho thời điểm hiện tại mà còn là ở cả tương lai. Về sức khỏe, một tin mừng nữa là tình hình sức khỏe khá tốt. Bính Thìn luôn cảm thấy hăng hái, tràn trề động lực để làm việc và cống hiến. Tuy nhiên, dù ở độ tuổi nào, Bính Thìn cũng chớ nên bắt bản thân làm việc quá sức. Dù mọi việc đang đi đúng hướng, bạn cũng cần cho phép mình được nghỉ ngơi, bởi thành công cũng chẳng thể đến trong một sớm một chiều. Con giáp này có thể tích cực tham gia những hoạt động tập thể, vừa khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, vừa giúp Bính Thìn mở rộng được các mối quan hệ xã giao, giúp ích cho sự nghiệp hoặc con đường tình duyên. Về cho đạo và tình cảm, có cơ hội được đón nhận hạnh phúc, cốt là Bính Thìn có mở lòng với mọi người xung quanh hay không. Người độc thân với những thành tích xuất sắc trong công việc dễ lọt vào mắt xanh của người khác giới. Bên cạnh đó, bạn bè, người thân cũng sẵn sàng giới thiệu cho bạn những đối tượng triển vọng. Quan trọng là ở thời điểm này, Bính Thìn có muốn làm quen với ai hay không. Trên thực tế, có thể công việc bận rộn sẽ chiếm hết thời gian riêng tư của bạn. Đồng thời, bạn cũng không quá coi trọng việc yêu đương, nên Bính Thìn thường tìm cớ từ chối mọi người xung quanh. Chuyện tình cảm có khởi sắc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Bính Thìn vào thời điểm này. Với người đã lập gia đình, nửa kia chính là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Những lời quan tâm, cổ vũ của đối phương đem lại cho bạn rất nhiều sự tự tin và quyết tâm. Nhờ có người ấy, Bính Thìn không ngại đối diện với thử thách và chinh phục mục tiêu đã đặt ra. Cuộc sống hàng ngày không tránh khỏi những giận hờn, cãi vã, song vợ chồng Bính Thìn sẽ không để chiến tranh lạnh xảy ra quá lâu. Ai cũng sẵn sàng hạ cái tôi cá nhân của mình xuống để làm lành trước với đối phương. Nhờ thế mà quan hệ đôi bên lúc nào cũng khăng khít, ngọt ngào. Tiếp theo là đối với nữ mạng. Bính Thìn phải giải quyết rất nhiều việc trong tháng này. Bận rộn từ sáng tới tối, không có thời gian để thư giãn, không nghĩ được những việc linh tinh.
Dịch Mã soi sáng hàm ý rằng nếu Bính Thìn muốn trở thành người có uy quyền, lập được thành tích tốt hoặc đổi hướng kinh doanh thì nên đi nhiều và học hỏi thật nhiều, không được kiêu căng hay bảo thủ thì mới có cơ hội chuyển vận bất ngờ. Bính Thìn vốn là con người ngoan cường, lì lợm và chăm chỉ số một nên không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Việc bạn ẵm được thành tích và may mắn lớn trong tháng này là điều rất dễ xảy ra và cũng không ai có quyền được soi mói thành công bạn đạt được. Bính Thìn giỏi quan sát lời nói, cảm xúc và biết suy nghĩ của người khác. Trong sự nghiệp, đừng ngần ngại tận dụng điều này để chiếm được cảm tình của mọi người, kết thêm nhiều bạn bè và có được những người bạn sẽ đứng ra bảo vệ bạn vào những thời điểm quan trọng. Tháng 5 âm vô cùng tốt cho những ai sắp đi công tác xa, dịch chuyển chỗ làm việc hoặc thay đổi mặt bằng kinh doanh, đi học thêm kiến thức mới, thi cử, ký kết hợp đồng với người nước ngoài, mọi chuyện thuận lợi hơn, Bính Thìn nghĩ. Nếu có một cơ hội thăng chức trong tháng này, những người tuổi Bính Thìn phải nắm bắt nó thật chắc chắn, vì nó sẽ giúp ích cho sự thăng tiến trong sự nghiệp của Bính Thìn. Bính Thìn bướng bỉnh và sẽ không dễ dàng từ bỏ những việc mình đã quyết tâm. May mắn thay, những nỗ lực của Bính Thìn sẽ được đền đáp xứng đáng trong tháng này. Một tháng bận rộn với nhiều chuyến đi, càng di chuyển, Bính Thìn càng kiếm được nhiều tiền và thu hút thêm nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác mới mẻ, chịu khó vất vả một chút sẽ gây dựng được núi tiền. Thu nhập từ việc kinh doanh buôn bán sẽ tăng dần từ thấp tới cao, rải đều trong khoảng thời gian từ đầu tháng tới cuối tháng. Bính Thìn không cần phải sốt sắng vì không giải quyết được việc gì cả. Việc bạn cần làm là dồn tâm huyết vào công việc và giải quyết hết rắc rối của khách thì sẽ thấy may mắn tăng dần đều. Tính cách thẳng thắn khiến Bính Thìn đôi khi chẳng kiêng nể ai và cũng rất sòng phẳng trong chuyện tiền bạc nên không ai có thể trách móc Bính Thìn. Có vay có trả và không muốn dựa dẫm bất cứ ai, đó là quan điểm sống của Bính Thìn. Các chị Bính Thìn tự lo cho bản thân và gia đình sắt chu toàn, không thiếu bất cứ thứ gì. Dù chẳng sang chảnh hơn ai, nhưng mọi thứ trong cuộc sống ở mức đủ dùng. Người khác muốn tìm ra sơ hở của Bính Thìn để soi mói cũng rất khó. Về mặt tình cảm, tình yêu nảy nở mãnh liệt nhưng cũng có nhiều sự cạnh tranh. Nhưng việc bạn cần làm là ngồi yên để cho số phận sắp đặt. Người đến, người đi là lẽ thường tình, có ép cũng vậy cả thôi. Tháng này, hãy chú ý sắp xếp hợp lý các vấn đề gia đình và công việc, giữ cuộc sống gia đình luôn ngăn nắp dù bận rộn, không để bản thân chịu áp lực quá mức ảnh hưởng đến cảm xúc cũng như các mối quan hệ cá nhân. Nhiều gia đình sẽ tổ chức đi du lịch cùng các thành viên trong nhà, điều này giúp các chị được hâm nóng tình cảm, lại có thêm thời gian để chữa lành tâm hồn. Sau chuyến đi này, sẽ có rất nhiều chuyện hay để nhắc lại. Bính Thìn nào cưới hỏi hoặc cầu hôn trong tháng 5 âm cũng nhận được sự ủng hộ và nhất trí từ người lớn tuổi và gia tiên trong gia đình. Dù có một số mâu thuẫn xảy ra trước thời khắc quan trọng, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn im xuôi. Theo tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Thìn âm lịch, Bính Thìn nên ăn uống điều độ, tránh ăn quá nhiều vì có thể gây khó chịu ở đường tiêu hóa, nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, không ăn quá nhiều đồ lạnh hoặc nhiều dầu mỡ. Phụ nữ Bính Thìn nên chú ý hơn sức khỏe của mình, đừng xé chuyện bé ra chuyện to. Tốt nhất là bơ đi mà sống thì đầu óc sẽ thảnh thơi, bớt được các bệnh liên quan tới thần kinh và dạ dày. Nhà nào có trẻ nhỏ thì nên hạn chế cho trẻ uống nước đá hoặc ăn đồ lạnh quá nhiều trong tháng hè này. Thời tiết oi bức, dù không mấy dễ chịu phải dùng đồ lạnh để giải khát, nhưng dùng nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới cổ họng và phổi của trẻ. Nội dung tiếp theo là tử vi và cẩm nang vượng vận tuổi Bính Thìn theo các mốc thời gian trong tháng 5 âm lịch. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. 10 ngày đầu tháng mới của con giáp tuổi Bính Thìn không có quá nhiều biến động, mọi thứ diễn ra khá ổn định. Đây là lúc Bính Thìn cần nghỉ dưỡng để phục hồi nguồn cảm hứng sau những tháng ngày tắc bật với công việc. Con giáp tuổi Bính Thìn khá buồn vì cách hành xử từ một nửa của mình trong thời gian gần đây khiến bạn có cảm giác mình không thực sự quan trọng. Việc đánh giá lại tình hình cũng là để bạn nên chuẩn bị những bước tiếp theo một cách thận trọng. Người độc thân
cũng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm một nửa trong thời gian này. Nửa đầu tuần vô cùng tốt đẹp, nhưng nửa cuối tuần dự báo có khó khăn và cả những tổn thương do thương quan gây ra từ giữa tuần. Vì thế, dù đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, bản mệnh cũng nên bình tĩnh để nhìn nhận từng vấn đề nhé. Tác động của dịch mã sẽ tốt cho sự nghiệp của tuổi Bính Thìn khi mà bạn chịu khó đi xa để mở rộng kinh doanh hoặc quan hệ với đối tác một cách chân thành. Đôi bên cùng có lợi. Nhìn chung, bản mệnh thời gian này bất vả nhưng bù lại có được thu nhập như ý. Khai vận Quý Nhân, Tý, Dần, Tiểu Nhân, Mùi, Dậu, màu sắc may mắn, xám, xanh lá, con số may mắn 44, 93 và 17. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. 10 ngày giữa tháng này, con giáp tuổi Bính Thìn sẽ chứng kiến những sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống. Những cơ hội mới sẽ tiềm ẩn trong những tình huống khó khăn. Nhưng miễn là bạn có mục tiêu rõ ràng, Bính Thìn vẫn sẽ vượt qua những chướng ngại và nắm bắt những cơ hội tiềm năng. Thực ra, Bính Thìn có năng lực và thậm chí là xuất sắc hơn những gì bạn có thể nghĩ. Chỉ là Bính Thìn chưa dành thời gian để khai thác chúng mà thôi. Lúc này, có thể là cơ hội tốt, Bính Thìn nên hành động ngay đi nhé. Vận trình tình cảm của tuổi Bính Thìn có nhiều khởi sắc. Nhiều người độc thân tìm được người như ý trong thời gian này. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm tốt để Bính Thìn tìm kiếm những mối quan hệ mới. Khả năng rất cao, Bính Thìn sẽ tìm được một người cộng sự có tài hoặc chia sẻ chung các định hướng mà bạn đang theo đuổi. Một số khoản chi phát sinh trong thời gian này khiến cho bản mệnh có chút hoang mang. Nhưng may mắn là sau đó bạn có thể kiểm soát được tình hình. Nhìn chung tài chính vẫn đảm bảo ổn định cũng đã là may đối với Bính Thìn ở thời điểm hiện tại. Khai vận Quý Nhân, Dần, Mùi, Tiểu Nhân, Hợi, Mão, màu sắc may mắn, vàng, be, con số may mắn 24, 75 và 96. Tiếp theo là tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. 10 ngày cuối tháng 5 này sẽ đem đến nhiều cơ hội mới cho người tuổi Bính Thìn và mọi kế hoạch của Bính Thìn sẽ diễn ra suôn sẻ. Dù vậy, Bính Thìn cũng cần tiếp tục học hỏi, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực của bản thân để tiến xa hơn trong việc đạt được mục tiêu lớn. Sự nghiệp của Bính Thìn có những bước tiến rõ rệt trong tuần này. Bính Thìn tự tin thể hiện những quan điểm của mình trước tập thể và có thể góp phần giúp mọi người thoát khỏi bế tắc từ trước đến nay. Cấp trên có thể dành cho bản mệnh nhiều lời tuyên dương, khen ngợi đầy xứng đáng. Về mặt tài chính, người tuổi này cũng có thể chờ đợi những bất ngờ lớn. Có thể Bính Thìn sẽ nhận được nguồn thu từ nhiều phía như thưởng, lợi nhuận từ đầu tư. Người làm kinh doanh có thể gặp được khách hàng, đối tác thích hợp vào thời điểm này. Trên phương diện tình cảm, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, chỉ cần bạn mong muốn đến với ai thì việc thành đôi với người đó không quá khó khăn. Hãy tự tin vào sức hút của mình nhé. Khai vận Quý Nhân, Dậu, Hợi, Tiểu Nhân, Tý, Mùi, màu sắc may mắn, vàng, đỏ đô, con số may mắn 60, 33 và 47. Dưới đây là 9 ngày độc trong tháng 5 âm lịch, nhất định phải thận trọng. Theo quan niệm dân gian truyền lại, tháng 5 âm lịch, tức tháng Ngọ, có 9 ngày độc nên được gọi là tháng củ độc. 9 ngày độc trong tháng 5 âm lịch cần ghi nhớ như sau. Ngày 5, đây là Tết, Đoan Ngọ cũng là ngày đứng đầu trong 9 ngày độc, dễ gặp yêu vong, tai họa bất ngờ, nên uống rượu hùng hoàng, ngải thực vật để tránh tà. Ngày 6, ngày gặp yêu vong bất chắc tai họa nên ăn chay để tích phúc giảm hung. Ngày 7, ngày gặp yêu vong bất chắc tai họa. Ngày 15, ngày rằm trăng tròn gặp yêu vong bất chắc tai họa lại trúng 4 ngày âm vượng nhất. Ngày 16, ngày nguyên khí đất trời của vạn vật tạo hóa tổn hao, phạm phải thì trong vòng 3 năm vợ hoặc chồng bỏ mạng. Ngày 17, ngày gặp yêu vong bất chắc tai họa. Ngày 25, ngày trăng mờ tối gặp yêu vong bất chắc tai họa. Ngày 26, ngày gặp yêu vong bất chắc tai họa. Ngày 27, ngày gặp yêu vong bất chắc tai họa lại có tranh chấp giáng xuống. Trong dân gian, tháng Ngọ hay là tháng 5 âm lịch thường được ông bà ta gọi là tháng củ độc, với điềm báo sẽ có nhiều điều không may tới.
Vậy bạn nên làm gì trong tháng này để tránh rước họa vào Thân? Theo ông bà ta, tháng Cũ Độc diễn ra vào tháng 5 âm lịch, hay còn biết đến là tháng Ngọ. Ở khoảng thời gian này, bạn có thể gặp nhiều điều không may mà bạn không ngờ đến. Vậy tính chủ nên làm gì trong khoảng thời gian này để hạn chế những điều không may ập vào? Trong khoảng thời gian này, tính chủ nên hạn chế ăn những đồ quá nhiều dầu mỡ và hướng đến lối ăn uống thanh đạm. Đồng thời, gia chủ nên giữ tâm an yên, hài hòa cũng như hạn chế suy nghĩ tiêu cực. Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Đây là khoảng thời gian mà tình trạng ẩm mốc, thối đồ dễ xảy ra, đặc biệt ở trên đồ gỗ hay vải sợi. Để hạn chế điều này thì bạn hãy nên thường xuyên tổng vệ sinh nhà cửa, bỏ bớt đi những thứ không cần thiết trong nhà để cho không khí được lưu thông, nhờ đó nhà cửa sẽ thoáng mát. Tuy nhiên, khoảng thời gian này tính chủ cũng không cần phải trang hoàng nhà của bạn. Môi trường nóng ẩm do mưa nhiều và nhiệt độ tăng cao sẽ là môi trường lý tưởng cho nấm mốc và các vi sinh vật có hại phát triển. Đồng thời, khi sơn sửa nhà thì có thể thải ra các chất hóa học khó mà lưu thông được, và điều này sẽ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Chú ý đến giấc ngủ, khoảng thời gian này thì tính chủ sẽ dễ bị mất sức, thế nên cần chú ý ngủ đủ hoặc bổ sung thêm một giấc ngủ trưa để có thể có đủ sức để làm việc. Vào buổi tối, tính chủ không nên đi ngủ ở nơi có gió nhiều, tránh hiện tượng toát mồ hôi rồi rập gió, dễ gây bệnh như là trúng gió. Tháng Cũ Độc thường sẽ mang đến nhiều bất lợi đến cho mọi người, và việc cẩn thận sẽ giúp bạn tránh rước họa vào thân. Hy vọng với những lưu ý trên sẽ giúp tính chủ hạn chế gặp xui xẻo trong khoảng thời gian này. Thưa quý vị, sống chết có số, sinh tử bất kỳ, muốn hóa giải được chút tai kiếp, mỗi người chúng ta vẫn nên nhìn thấu được số mệnh của mình. Để tìm hiểu vận mệnh của tuổi Bính Thìn theo từng tháng sinh dương lịch sẽ diễn biến như thế nào trong tháng 5 âm lịch, thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng Tà Lộc TV khám phá vận mệnh của tuổi Bính Thìn 12 tháng sinh dương lịch nhé. Tháng 1 dương lịch, người tuổi Bính Thìn sinh ra vào tháng 1 dương lịch có tài, có trí nhưng lại không có đắc dụng võ. Bản mệnh làm việc gì cũng gặp khó khăn, công sức bỏ ra chẳng được hưởng, thêm vào đó lại không được hưởng phúc phận từ tổ tông nên phải chịu nhiều vất vả, tài lộc chỉ ở mức bình thường. Tháng 2 dương lịch, sự nghiệp của bản mệnh thăng tiến rất nhanh, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, là mẫu người danh lợi song toàn, đại phú đại quý. Tuy nhiên, để nhận được sự yêu mến của nhiều người hơn thì bản mệnh cần thay đổi tính cách bảo thủ, cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Tháng 3 dương lịch, xem tài lộc tuổi Bính Thìn theo 12 tháng sinh dương lịch, sự nghiệp của người sinh tháng 3 âm lịch được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tắc thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng. Tài lộc cũng theo đó mà lên cao mãi, đa phần bản mệnh đều là người làm nên nghiệp lớn, vang danh bốn bể. Tháng 4 dương lịch, sinh vào tháng 4 dương lịch trong năm, người tuổi Bính Thìn có vận số cực kỳ tốt. Bản mệnh vốn là người có chí lớn, tài hoa xuất sắc hơn người nên công danh, danh lợi, tài lộc không thiếu gì. Lại là con giáp quan hệ rộng, được muôn người trọng vọng, kính nể, quyền lực nắm trong tay. Tháng 5 dương lịch, người sinh vào tháng 5 dương lịch có số mệnh phú quý, đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chắc cao như núi, là nhân tài quốc gia. Tuy nhiên, tính tình bạn nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, làm theo ý mình, nếu không tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở. Tháng 6 dương lịch, bản mệnh tài hoa hơn người nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công, cha mẹ anh em cũng không giúp đỡ được nhiều. Tuy bạn học hành giỏi giang, thông minh, lanh lợi nhưng lại chẳng may mắn, nếu đi theo con đường kinh doanh thì tài lộc bất ổn, khi thăng khi trầm. Tháng 7 dương lịch, người sinh tháng 7 thông minh, đỉnh ngộ, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực. Bất cứ chuyện gì, người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Bạn có cuộc đời hạnh phúc, thành công, được anh em, bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều, thăng tiến như diều gặp gió, tài lộc cực kỳ dồi dào.
tháng 8 dương lịch. Xem tài lộc tuổi Bính Thìn theo 12 tháng sinh dương lịch, người sinh tháng 8 có chí hướng cao xa, tham vọng to lớn, có thể nhờ học hành mà ghi danh bảng vàng, có lộc về đường quan chức. Do được quý nhân phù trợ, bản mệnh gặp hung hóa cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công, tài lộc ầm ầm kéo tới. Tháng 9 dương lịch, người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng này luôn dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì, nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Tháng 10 dương lịch, xem tài lộc tuổi Bính Thìn theo 12 tháng sinh dương lịch, thấy cuộc đời bản mệnh an phận thủ thường, không màng danh lợi. Bạn là điển hình của mẫu người thích những gì an toàn và ổn định, không giành giật cũng không ganh tị với ai. Vì thế, tài lộc chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu, không mấy dư giả, nhưng cũng không phải chạy vậy vay mượn ai. Tháng 11 dương lịch, người tuổi Bính Thìn sinh tháng này thiếu sự quyết đoán, một khi thất bại thì khó vực dậy tinh thần. Mặc dù bạn có tham vọng nhưng lại chưa thực hiện được, làm lụng bất vả mà không có được thành công, không được hưởng thành quả, tài lộc không mấy khả quan. Tháng 12 dương lịch, người tuổi Bính Thìn sinh tháng 12 dương lịch, không được anh em bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ. Sự nghiệp khởi đầu chậm chạp cũng không thu hoạch được gì nhiều. Tuy nhiên, nếu giữ cho mình ý chí kiên cường, năng kết giao với những người tài năng thì có cơ hội cải vận, giúp đường tài lộc hanh thông hơn. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Tài lộc TV xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn giúp Bính Thìn gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Những người tuổi Bính Thìn 1976 sẽ có những màu sắc hợp mệnh và tương sinh như: màu hợp mệnh là vàng sậm và nâu đất, màu tương sinh là đỏ, cam, tím và hồng. Một số màu sắc kiêng kỵ mà tuổi 1976 nên tránh là màu xanh lá cây. Thông điệp may mắn cho Bính Thìn tháng 5 âm lịch: tài từ đức dưỡng, trí từ tâm sinh. Tài lộc nhỏ phụ thuộc vào siêng năng, tài lộc lớn phụ thuộc vào đức. Đức không dày thì tài lộc cũng không có. Muốn có tiền, trước tiên hãy hoàn thiện nhân phẩm. Nếu lòng người hướng đến bạn thì tài lộc cũng sẽ tự chạy đến. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người khó. Có lòng thì sẽ hành động, có yêu thì sẽ bỏ ra, có ước mơ thì sẽ cắt cao đôi cánh. Người có bao nhiêu sức chịu đựng, bao nhiêu nghị lực và bao nhiêu định lực, điều quan trọng là ở việc đặt tâm nhiều tới đâu. Sinh ra trong nghèo khó không có nghĩa là cả đời nghèo khó. Sinh ra trong nghèo khó không có nghĩa là mình phải tự ti, xem mình không bằng người khác hoặc người khác có quyền xem thường mình. Sinh ra trong nghèo khó không đáng sợ, vì nghèo khó mà mất đi tự tôn, chí khí và trái tim rộng lượng, trở nên ích kỷ, nhỏ mọn thì mới đáng sợ. Trong tâm có đạo đức thì tự kết tinh hoa, dù bằng cùng vẫn cao quý, chỗ máu chốt là xem khí chất của ta. Mệnh nghèo khổ thì hãy cải thiện nó bằng cách chăm chỉ làm việc, làm nhiều điều tốt, phúc khí sẽ tự tới. Trong lòng có ăn, trong mệnh sẽ có phúc. Sống trên đời phải có một trái tim biết hàm ơn, nhận được ơn nghĩa của người khác thì phải ghi nhớ. Người luôn biết ơn nhất định là một người tử tế. Người luôn khiêm nhường nhất định là trong tâm hồn thanh thản, bị không phải ganh đua với ai. Một người có lòng biết ơn là người dễ dàng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Luôn nhớ về lòng tốt của người khác, mỗi ngày mới có thể cảm thụ được ánh nắng mặt trời. Mỗi ngày đều có bạn bè bên cạnh, vậy cả đời mới hạnh phúc. Ngược lại, không nhớ đến lòng tốt của người khác thì chỉ đòi hỏi nhiều hơn, hậm hực nhiều hơn mà tự giày vò chính mình. Khi thành công, bạn có nhiều lý do để biết ơn, nhưng kể cả khi không thành công, bạn cũng nên cảm ơn cuộc sống vì điều đó. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.